gộp lại đều là một thị tướng giống này, còn đây tức là mục 2, tuyên bố nhập diệt khác này. Việc Phật nhập diệt vốn khác với nhị thừa, nhưng thị hiện thì giống, nói nhập vô dư niết bàn vì việc ứng hóa đã xong, cho nên tuyên bố chẳng bao lâu sẽ nhập diệt. Sa môn có nghĩa là tức, nghỉ, dẹp, dứt, vì đắc pháp cho nên tạm thời yên nghỉ, tức cũng có nghĩa là tức ác, trừ ác. Đúng ra tiếng Phạn gọi là thất la ma nã hoặc thất ma na nã. Ở phương Tây gọi là công lao, ý nói tu đạo có nhiều công lao. Bà La Môn có nghĩa là tịnh hạnh. Kinh văn: bấy giờ có vị Bồ Tát tới liền thụ ký cho tám rằng, đây là mục thứ ba thụ ký sẽ được thành Phật, có hai ý, một là tiêu nêu, hai là ký. Khoản ý đầu vì chớ được giữ gìn nhiều điều thiện nên gọi là đức tạng. Kinh văn bảo các tỷ kheo tới Tam Phật Đà tán rằng, đây là thụ ký. Đa Đà nghĩa là như, A Già Độ nghĩa là lai, A La Ha nghĩa là ứng, Tam nghĩa là chính, Miệu nghĩa là đẳng, Tam nữa cũng có nghĩa là chính, Phật Đà nghĩa là giác, tức nghĩa là Như Lai, ứng, chính, đẳng, giác là ba hiệu đầu trong 10 hiệu của Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo rằng, chư Phật ra đời ắt vì năm sự: một là truyền pháp luân, hai là độ cho cha mẹ, ba là người không tin thì làm cho họ ở địa vị phải tin tín địa, bốn là người chưa phát ý Bồ Tát thì làm cho họ phát ý Bồ Tát, năm là thụ ký cho sẽ thành Phật. Trong kinh này cũng thế, ba hiệu của Phật nói trên đa phần y vào ba đức: đoạn đức, ân đức, trí đức, cứ theo thứ tự mà hiểu, cho nên chẳng thuyết minh các điều khác. Kinh văn: Phật thụ ký xong tới nhập vô dư niết bàn. Tám rằng, đây là mục thứ tư hiện nhập niết bàn. Vì cớ gì nhập diệt lại vào lúc trung dạ giữa đêm? Vì ở đêm sinh tử mà chứng tịch tĩnh, như đã nói trong kinh niết bàn. Kinh văn: sau khi Phật diệt độ rồi tới vì người mà diễn thuyết. Tám rằng trên kia đều là thụ dụng đại nhân Phật tại tuyên dương. Từ đây trở xuống bốn nhân là chỉ sự hành hóa sau khi diệt độ thì chia làm bốn. Văn đây tức là nhiếp thủ chư Phật truyền pháp luân nhân. Luận rằng vì pháp luân chẳng đoạn tức pháp luân thường truyền không ngừng. Kinh văn: tám người con Phật nhật nguyệt đăng minh tới Tam Bồ Đề. Tám rằng đây là nhân thứ ba thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân. Luận rằng sau khi Phật diệt độ, vô lượng thời thuyết nên giá hóa họ, khiến họ được kiên cố, tức nhập bát địa. Kiên cố chính là nghĩa bất thoái, chẳng lùi bước, chẳng thế thì làm sao mà nay đã thành Phật. Hoặc vì nhập sơ địa, đắc bất hoại tín, nên gọi là kiên cố. Kinh văn: các vị vương tử này tới đều thành Phật đạo. Tán rằng đây là nhân thứ tư, năng tiến nhập nhân. Luận rằng vì các vị vương tử đó chứng đắc đại bồ đề cúng dường, nghĩa là tu hành tài thí pháp thí, chư Phật là duyên lành gặp được, vì phải gặp duyên lành tu sâu diệu hạnh mới thành Phật. Kinh văn: vị thành Phật cuối cùng tên gọi là Nhiên Đăng. Tán rằng đây là nhân thứ năm, ức niệm nhân. Luận rằng vì thuyết pháp cho người khác, làm lợi ích cho người khác, văn chia làm hai phần: một là tám người con thành Phật, hai là 800 đệ tử thành Phật. Phần đầu ở đây lẽ ra văn này thuộc về năng tiến nhập nhân ở trên, nhưng để nói rõ về tên của từng vị thành Phật nên phải đưa vào đây. Kinh văn: 800 đệ tử tới niên hiệu là cầu danh. Tán rằng dưới là 800 đệ tử thành Phật có hai, một là nhiễm nhân, hai là tịnh nhân. Loại đầu này vì trong thì diệu nghiệp chẳng thuần, ngoài thì phần nhiều tham danh tiếng nên hiệu là cầu danh. Luận rằng ngài hiệu là cầu danh, ý nói biết sự việc thời quá khứ chứ chẳng có ý chỉ trích lỗi lầm của người khác. Kinh văn: người đó cũng do tới tôn trọng tán thán. Tán rằng đây là thuyết minh về tịnh nhân, phúc và tuệ của cả hai thứ đều vun trồng, được gặp duyên lành, ba nghiệp tu tập tài pháp cúng dường, thần cung kính, ý tôn trọng, ngữ tán thán. Luận rằng vì trồng các thiện căn lại thể hiện được đầy đủ các pháp đó. Kinh văn: Di Lặc nên biết tới bản thân ngươi vậy. Tán rằng trên là ủy trần đồng sự đáp, đây là cổ kim tương tức đáp, giải đáp xưa tức là nay, và là tự thân sở kinh sự nhân, nhân về các sự bản thân trải qua. Luận rằng vì ngài văn thù tự thân thụ thắng diệu lạc, trong này có hai:
Một là tức nhân, hai là tức pháp. Đây là phần đầu kinh văn. Nay thấy điểm lành này, tới Phật sở hộ niệm. Tán rằng đây là lời giải đáp tổng kết về mục tức pháp. Kinh văn bấy giờ văn thù sư lợi tới khiến nhập Phật trí tuệ. Tán rằng 43 bài tụng ở dưới đây tụng về mục chỉ trần biệt sự xưa tức là nay. Chẳng tụng về hai nhân đầu, cuối có hai bài tụng chẳng ăn nhập vào phần giải đáp. Bài tụng thứ ba nói với đại chúng khuyên họ nên biết chẳng phải là tụng về nghĩa trước. Do đó 43 bài tụng này chia làm hai phần. A. 40 bài tụng đầu tụng về chỉ trần biệt sự. B. 3 bài tụng sau tụng về ý xưa tức là nay. Mục chỉ trần biệt sự trong trường hàng có 7 nhân chia làm 3 phần. Nay chẳng tụng về thắng diệu nhân, thứ nữa có Phật vân vân nên tụng về 6 nhân, nhưng chia làm 2. Đầu tiên là 2 bài tụng về tán dương sự hy hữu, sau đó là 38 bài tụng tụng về ý ủy trần đồng sự. Trong phần tán dương sự hy hữu ở đây có 4 phần, 2 câu đầu tụng về thời, 2 câu tụng về danh, 1 câu tụng về pháp, 3 câu tụng về sinh lợi ích. Kinh văn, khi Phật chưa xuất gia, tới cũng theo tu phạm hạnh. Tán rằng 38 bài tụng ở dưới về mục ủy trần đồng sự, trong đó có 5 nhân chia làm 2. Phần đầu là 29 bài tụng, tụng về thụ dụng đại nhân, Phật tại tuyên dương. Phần sau là 9 bài tụng, tụng về 4 nhân khác, sự hành hóa sau khi Phật diệt độ. Trong phần đầu lại chia làm 4 phần. A. 20 bài rưỡi đầu tiên tụng về thị tướng giống nay. B. 4 bài tụng về tuyên bố nhập diệt khác nay. C. 2 bài rưỡi tụng về việc thụ ký cho sẽ thành Phật. D. 2 bài tụng về việc hiện nhập Niết Bàn. Trong 20 bài rưỡi đầu tụng về thị tướng giống nay lại có 6 ý. 1. Một bài đầu tụng về chúng thành, một bài tụng về thời thành, 2 bài rưỡi tụng về uy nghi thành, 10 bài rưỡi tụng về thuyết nhân thành, một bài rưỡi tụng về dục văn thành, một bài tụng về đáp thành. Bài đầu ở đây có 2 ý, 2 câu trên tụng về tại tục, chúng tại gia, 2 câu dưới tụng về xuất gia. Kinh văn, bấy giờ Phật thuyết đại thừa, tới mà vì phân biệt rộng, tán rằng đây là mục thứ 2 thời thành. Kinh văn, Phật thuyết kinh này xong, tới tên vô lượng nghĩa xứ, tán rằng dưới đây là mục thứ 3 uy nghi thành, có 2 bài tụng rưỡi chia làm 2, một bài tụng về nhập định, một bài rưỡi tụng về khí thế gian và hữu tình thế gian. Đây là phần đầu. Kinh văn, trời mưa hoa mạn đà la, tới tức thời chấn động lớn, tán rằng đây là khí thế gian và chúng sinh thế gian. Trong này tất cả có 5 thứ: nhập định, mưa hoa, tấu nhạc, cúng dường và động đất. So với trường hàng thì có sự khác nhau về cách sắp xếp thứ tự trước sau, về cách trình bày hoặc có hoặc không, hoặc kỹ hoặc lược các thứ nói trên. Hết thảy có chư Phật tức chấn động lớn, nghĩa là cũng chỉ có nước Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chấn động, chứ chẳng phải là 10 phương thế giới đều chấn động. Vì ở đoạn trên đã nói vào thế giới này 6 loại chấn động, nay nước Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này hết thảy đều chấn động. Hóa thân báo thân, địa vị chẳng phải là một nên có thể nói là chư Phật. Kinh văn, Phật phóng hào quang giữa hai lông mày tới 18.000 cõi Phật, tán rằng dưới đây là một bài tụng rưỡi tụng về thuyết nhân thành, có 3 ý. A. 2 câu nói về phóng quang. B. 2 câu về chiếu cảnh. C. 9 bài rưỡi tụng về cảnh sở kiến giống ngày nay, tức là cõi chư Phật. Đây là 2 ý đầu. Kinh văn, hiện sinh tử nghiệp báo tới của hết thảy chúng sinh, tán rằng trong 9 bài rưỡi ở dưới đây tụng về cảnh sở kiến giống ngày nay có 5 thứ. A. Nửa bài đầu tụng về chúng sinh 6 nẻo. B. 3 bài sau tụng về việc thấy Phật. C. 1 bài sau tụng về việc nghe Pháp. D. 1 bài sau tụng về việc thấy bốn chúng. E. 4 bài cuối tụng về việc thấy Bồ Tát. Đây là phần đầu. Xứ là sở thú báo, vì đó là nghiệp nhân sở quy xứ. Hoặc xứ có nghĩa là đạo lý, vì có cái lý là nhân ác thì cảm quả ác, nhân thiện thì cảm quả thiện. Hoặc xứ chỉ xứ sở nơi chốn, có nghĩa là xứ sở thụ thiện quả hoặc ác quả. Kinh văn, lại thấy có chư Phật, tới đó do Phật quang chiếu, tán rằng 3 bài tụng ở dưới đây nói về việc thấy Phật có 3 ý. A. Một bài nói về thấy cõi tịnh độ. B. Một bài nói về thấy cúng dường. C. Một bài nói về việc thực sự thấy Phật. Đây là phần đầu.
Phật Thích Ca phóng hào quang chiếu sáng đều như sắc vàng ròng, còn Phật Nhật Nguyệt đăng minh tỏa hào quang có các màu như lưu ly pha lê. Đây là muốn nêu bật đại thừa thuần nhất đáng trọng nên chỉ có một màu vàng ròng, mọi đức viên mãn nên có nhiều màu sắc để làm nổi bật cho nhau. Tiếng Phạm Phệ Lưu Ly gọi tắt là lưu ly có rất nhiều màu sắc. Phả Đê Ca có nghĩa là thủy tinh, cũng gọi là thủy ngọc hoặc gọi là bạch châu, còn gọi lầm là pha lê. Chữ Lê là âm đọc phiên thiết của hai chữ Lực Tư. Trí Độ Luận nói rằng từ hang đá trong núi mà ra, trải qua hơn 1.000 năm thì hóa thành băng, gọi là pha lê. Tây Phương là nơi nóng nực không có băng, thế thì từ thứ gì mà hóa thành băng được? Đó chỉ là một loại đá, đâu đâu cũng có. Kinh văn: và thấy các trời người tới đoan nghiêm rất vi diệu. Tán rằng trong hai bài tụng này, bài đầu nói về việc thấy tám bộ cúng dường, bài sau nói về việc thấy Phật. Kinh văn: như trong lưu ly tịnh tới vô diễn thâm pháp nghĩa. Tán rằng đây là nghe pháp Phật phóng quang tự soi và ánh sáng soi lại Phật. Phương này xa xa nhìn thấy như trong lưu ly hiện ra tượng vàng thuyết pháp vậy. Kinh văn: mỗi mỗi có chư Phật tới đều thấy đại chúng kia. Tán rằng đây là thấy bốn chúng. Kinh văn: hoặc có các tỳ kheo tới thuyết pháp cầu đạo Phật. Tán rằng đây là bốn bài tụng về thấy Bồ Tát, các loại nhân duyên, tín giải, tướng mạo, tu hành hạnh Bồ Tát. Chỉ tụng về tín giải vì là loạn tu hành không theo trình tự. Một bài tụng về cần giới, muốn nói rõ người tại gia hay người xuất gia đều có thể tu hành hạnh Bồ Tát, nên nói tỳ kheo hoặc xưng Bồ Tát. Khuyến khích các hết thảy đều tinh tiến, lấy giới làm gốc của việc tu học, nên điều này là xa đầu tiên. Hai, một bài tụng về thí nhẫn, nói vân vân, là vì thí nhẫn chẳng phải chỉ có một loại mà là nhiều loại. Ba, một bài tụng về định. Bốn, một bài tụng về trí tuệ. Kinh văn: bấy giờ bốn bộ chúng tới sự này nhân duyên gì? Tán rằng đây là một bài tụng rưỡi, tụng về điều thứ năm, dục văn thành. Trường hàng là 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp. Đây là nói bốn bộ chúng, đó là để bổ sung thuyết minh cho nhau. Trước thì căn cứ vào sự phát tâm, còn đây thì chưa phát. Kinh văn: vì được trời người thờ tới chỉ ông chứng biết được. Tán rằng dưới đây là bốn bài tụng về điều thứ sáu, là đáp thành trường hàng có bốn, văn này có hai. Hai bài đầu tụng về y nhân thuyết kinh này, hai bài sau tụng về thời gian dài ngắn, lướt qua không nói về quyến thuộc truyền đăng đại chúng an lạc. Đây là phần đầu. Thích nghĩa là cận gần, là thủy mới, mới từ định khởi lên mà đã có thể dẫn chúng sinh tới quả vị Bồ Đề. Trí tuệ xuất thế, chiếu đạt chân đế và tục đế, gọi là thế gian nhãn, mắt của thế gian. Kinh văn: Thế Tôn đã tán thán tới thảy đều hay thụ trì. Tán rằng đây là thời gian giải khắn. Kinh văn: Phật thuyết kinh Pháp Hoa tới sẽ nhập cõi Niết Bàn. Tán rằng trên là các bài tụng về việc thị tự, thị tướng giống nay. Dưới là bốn bài tụng về mục thứ hai, tuyên bố nhập diệt khác nay, chia làm ba phần. A. Hai bài tụng về việc tuyên bố nhập diệt. B. Một bài tụng khuyên gian những chúng sinh được giáo hóa. C. Một bài tụng nói về đại chúng đau thương, buồn thảm. Đây là phần đầu, hóa duyên đã kết thúc, bèn tuyên bố nay nhập diệt. Kinh văn: người một lòng tinh tiến, tới ức kiếp gặp một lần. Tán rằng đây là khuyên gian những kẻ được giáo hóa, tinh tiến là cội rễ xuất thế, phóng dật là nguồn gốc sinh tử. Theo lý thì phải tu đạn, huống hồ ức kiếp mới được gặp chư Phật. Nay đã được gặp, lẽ nào mà lại chẳng tu đạn ư? Cho nên kinh nói rằng chư Phật xuất hiện vui, diễn thuyết chính pháp vui, tăng chúng hòa hợp vui, đồng tu dũng tiến vui. Kinh văn: các con của Thế Tôn tới Phật diệt sao chóng vậy? Tán rằng đó là đại chúng buồn thương, thế gian trống vắng, chúng sinh phúc tận nên buồn thảm đau thương. Kinh văn: bậc thánh chúa vua pháp tới các ngươi chớ lo sợ. Tán rằng dưới đây là hai bài rưỡi tụng về mục thứ ba, thủ ký sẽ thành Phật, có hai phần. Một bài tụng về ý khuyên chớ có lo buồn, vì sẽ có Phật vị lai để mà có thể quy y được, thị hiện nhập diệt, được thực thường lạc. Một bài rưỡi chính thức thuyết minh về việc thụ ký. Đây là phần đầu. Kinh văn: Bồ Tát Đức Tạng này tới cũng độ vô lượng chúng. Tán rằng đây là thụ ký. Kinh văn:
Phật diệt độ đêm ấy tới để cầu đạo vô thượng, tán rằng trong hai bài tụng về mục thứ tư hiện nhập niết bàn, thì một bài đầu tụng về việc Phật hiện nhập niết bàn, một bài thứ hai tụng về việc đại chúng bị mất vị lương y tinh cần mộ đạo. Kinh văn: Pháp sư Diệu Quang đây tới rộng thuyết kinh Pháp Hoa, tán rằng trên là 29 bài tụng về thụ dụng đại nhân Phật tại Tuyên Dương, dưới đây là 9 bài tụng về bốn nhân khác chỉ sự hành hóa sau khi Phật diệt độ, chia làm 4. Một, đầu tiên là một bài tụng về nhiếp thủ chư Phật chuyển pháp luân nhân. 2. Thứ đến một bài tụng về thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân. 3. Thứ đến một bài tụng về năng tiến nhập nhân. 4. Cuối cùng là 6 bài tụng về ước niệm nhân. Đây là phần đầu. Kinh văn: Tám vị vương tử này tới sẽ thấy vô số Phật, tán rằng đây là mục thứ hai, thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân. Nếu y theo tiểu thừa thì ở 3 lần vô số kiếp ngược trở lên, lần lượt gặp các Phật Thắng Quán, Diên Đăng, Bảo Kế, Sửa Thích Ca Mâu Ni, kiếp đầu thật tiên gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi còn gặp 75.000 Phật, kiếp thứ hai đầu tiên gặp Phật Bảo Kế, sau gặp thêm 76.000 Phật, kiếp thứ ba đầu tiên gặp Phật Diên Đăng, sau còn gặp thêm 77.000 Phật nữa. Đến mãn vô số kiếp thứ ba, lẽ ra phải tu nghiệp tướng hảo đủ 100 kiếp. Đầu tiên gặp Phật Thắng Quán, tức Phật Tỷ Bà Thi, do Ngài Cảm Kiến Chân Tán Thán Phật để xa, nên được vượt 9 kiếp. Bởi vậy trong kinh thường nói thời quá khứ, 91 kiếp có Phật Tỷ Bà Thi. Nếu y theo Đại Thừa thì tới vô số kiếp thứ tư, còn phải y vào Bồ Tát mà cúng dường 8 hằng hà sa Phật, thì theo như cách giải thích hiện nay về 16 phần nghĩa của kinh Niết Bàn mới được đứng vào địa vị thứ 10 trong thập địa. Và điều này xưa nay vẫn thế, nhưng nay thì cũng không nhất định, vì chỉ nói là 8 hằng hà sa thì đâu phải cứ là địa vị thứ 10. Ngài Chân Đế giải thích rằng kiếp đầu gặp 5 hằng, kiếp thứ 2 gặp 6 hằng, kiếp thứ 3 gặp 7 hằng sa Phật. Bởi vậy nay nói là được nhập bát địa, còn nói là sẽ gặp vô số chư Phật. Kinh văn: Cúng dường chư Phật rồi tới lần lượt mà thụ ký, tán rằng đây là nhân thứ ba, năng tiến nhập nhân, vì sau này sẽ được làm Phật. Kinh văn: Đức Phật rốt sau cả tới độ thoát vô lượng chúng, tán rằng đây là mục thứ tư cuối cùng có 6 bài tụng nói về ước niệm nhân. Nhân làm nhớ lại chuyện thời quá khứ, chia làm 2 phần. Đầu tiên là một bài tụng nhớ lại 8 vị vương tử. 2. Sau đó là 5 bài tụng nhớ lại 800 đệ tử. Đây là phần đầu. Kinh văn: Diệu Quang pháp sư này tới nên gọi là cầu danh. Tán rằng dưới là 5 bài tụng nói về việc nhớ lại 800 đệ tử, chia làm 2 phần. 2 bài rưỡi đầu tụng về nhớ lại nhiễm nhân, 2 bài rưỡi sau tụng về nhớ lại tịnh nhân. Đây là phần đầu, giao du với quý tộc, coi đó là quý, thích lợi danh, coi đó là đầu, thường bỏ bê việc tu tập, cho nên gọi là cầu danh. Vì có đủ 6 thứ sai trái, cứ theo lời văn có thể biết nghĩa. Chữ giải có âm đọc là phiên thiết của cổ ải, có nghĩa như lãn, lười nhác, quyện, mệt mỏi, uể oải. Chữ đãi có âm đọc là phiên thiết của đồ họ, cũng có nghĩa là lười nhác, uể oải, mệt mỏi. Có bản viết là cũng có nghĩa là mệt mỏi, uể oải. Thứ hai là tham trước lợi danh đã đạt được. Thứ ba là còn cầu cạnh thêm lợi danh chưa đạt được. Tộc có nghĩa như loại. Theo sách Chu Lễ thì 4 lữ là một tộc, theo Trịnh Huyền thì 100 nhà là một tộc. Kinh văn: Cũng làm nhiều nghiệp thiện tới số đó là vô lượng. Tán rằng đây là tụng về tịnh nhân, có 2 phần. A. 5 câu đầu tụng nhớ lại 5 tịnh nhân. B. 5 câu sau tụng nhớ lại 2 tịnh quả. Kinh văn: Sau đó Phật đó sau diệt độ tới, nay là thân ta đấy. Kinh văn: Sau Phật đó diệt độ tới, nay là thân ta đấy. Tán rằng 40 bài trên là tụng về chỉ trần biệt sự, 3 bài tụng dưới tụng về xưa tức là nay. Có 3, 1 bài đầu tụng về tức nhân, thứ đến 1 bài tụng về tức pháp, bài cuối cùng tụng về kết thành. Đây là phần đầu. Kinh văn: Tôi thấy Phật Đăng Minh tới muốn thuyết kinh Pháp Hoa, tán rằng đây là tức pháp. Kinh văn: Nay tướng
như điểm này tới giúp phát nghĩa thực tướng. Tám rằng đây là kết thành, phóng quang thức tỉnh, ai có duyên thì đều tới họp. Đại chúng thấy điểm này rồi, đều sinh ra vô cùng khao khát ngưỡng mộ, khởi lên sự thần biến này, để biểu thị pháp chẳng phải là hư dối, để tỏ rõ sự chứng đắc thâm mật nên gọi là phóng quang, giúp cho nghĩa thực tướng. Kinh văn, các người này nên biết, tới đầy đủ đạo cầu đạo Phật. Tán rằng 43 bài tụng ở trên tụng về ý trong trường hàng, 2 bài tụng ở dưới tụng về ý thứ 3 trong đại văn. Nói với đại chúng khuyên họ biết rằng, này Phật thuyết pháp có hai ý. Một, đầu tiên là một bài tụng nói rõ Phật thuyết mưa pháp mầm đạo nảy sinh, khiến họ hăng hái làm điều thiện. Hai, sau là một bài tụng nói rõ Phật thuyết pháp để cho những ai cầu đạo đều đoạn trừ được mọi điều nghi hoặc, diệt hết mọi điều ác. Đây là phần đầu. Kinh văn, những người cầu tam thừa tới khiến hết không còn sót. Tám rằng đây là đoạn nghi. Hai bài cuối này tụng về mưa pháp lớn, tức là thuyết pháp lớn vậy.